nhằm giới thiệu các nhóm hiện vật đại diện cho các ví dụ nổi bật về đổi mới công nghệ và sản xuất của nước Italia. Triển lãm sáng tạo tại Italia, năng lực cho những điều không thể đã được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italia. Chia sẻ tại buổi triển lãm, Đại sứ Cộng hòa Italia tại Việt Nam, ông Antonio Alessandro mong muốn thông qua buổi triển lãm đưa những thiết kế công nghiệp vào cuộc sống thường nhật. Bên cạnh đó, có thể đưa công nghệ và lợi thế ưu việt nhất để Việt Nam có thể phát triển nền sản xuất công nghiệp của mình dựa vào lợi thế cạnh tranh đang có. Triển lãm thể hiện tinh thần sáng tạo, tìm kiếm các giải pháp mới, thôi thúc thử nghiệm và vượt qua các giới hạn của vật liệu. Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italia, triển lãm như một lời tri ân đối với những đóng góp của các công ty Italia đối với sự phát triển của các ngành sản xuất công nghiệp tại Việt Nam. Triển lãm diễn ra từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 18 tháng 6 tại Bảo tàng Hà Nội.